Thưa quý vị và các bạn, dù đã bước vào năm học mới nhưng tại các tỉnh miền Trung lại phải đối diện với tình trạng thiếu giáo viên nghiêm trọng. Ở Quảng Nam, tỉnh này hiện thiếu hơn 2.300 giáo viên tại các cấp trung học cơ sở, tiểu học và mầm non, chủ yếu trên địa bàn miền núi khó khăn. Tại huyện miền núi Nam Trà My, địa phương thiếu hơn 300 giáo viên và đang phải xoay sở đủ kiểu để có đủ số lượng giáo viên đứng lớp. Năm học này, Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Trà Mai rất lo lắng vì thiếu đến 7 giáo viên. Trong khi đó, nhà trường lại tăng thêm một lớp 6, áp lực thiếu giáo viên càng tăng lên. Trước tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay thì khó mà giữ được danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Riêng đơn vị trường thì thiếu đến là 7 giáo viên. Một số bộ môn theo cái chương trình mới như là khoa học tự nhiên, lịch sử địa lý, dù nghệ thuật là chưa được đào tạo cũng như chưa được tập huấn. Vùng cao Nam Trà My có 8 trường trung học cơ sở, 3 trường có cả 2 cấp tiểu học và trung học cơ sở và 10 trường mầm non, mẫu giáo với gần 10.000 học sinh. Toàn huyện có 877 biên chế giáo viên, còn thiếu gần 300 giáo viên. Điều kiện dạy học thiếu thốn, các chế độ chính sách ưu tiên cho vùng khó khăn bị cắt giảm, nên nhiều thầy cô đã nghỉ việc, thậm chí có giáo viên trúng tuyển viên chức nhưng không nhận quyết định. Các cấp các ngành quan tâm đến cái việc tuyển dụng giáo viên về biên chế hoặc là ưu tiên cho những giáo viên hợp đồng lâu năm ở trường để có cơ hội vào biên chế để tiếp tục cống hiến cái trí tuệ tuổi trẻ của mình đối với giáo dục vùng cao. Các trường là tiến hành là hợp đồng giáo viên để mà giảng dạy. Tuy nhiên về cái giáo viên mà hợp đồng ở trên này thì nó cũng không đủ cái nguồn để hợp đồng. Chính vì thế mà các trường thậm chí là phải hợp đồng là những giáo viên mà đã nghỉ hưu, rồi một số giáo viên mà chưa đủ chuẩn. Thiếu giáo viên không chỉ là câu chuyện ở Quảng Nam mà ở địa phương lân cận là Quảng Ngãi cũng thiếu 1.200 giáo viên cho các bậc học, nhiều nhất là ở thị xã Đức Phổ và huyện miền núi Ba Tơ. Để lấp đầy khoảng trống thiếu giáo viên như hiện nay, cần có cơ chế chính sách đãi ngộ giáo viên miền núi. Địa phương tăng cường chính sách cử tuyển con em đồng bào tại chỗ học ngành sư phạm để các em cống hiến lâu dài.